sử dụng năng lượng để không đối. Được tạo ra từ tiến sĩ Hido, cực kỳ trung thành và không hề chống đối. Có niềm tin cực lớn với công lý, nghĩ Bulma đứng đầu một bí mật. Đàn em sức mạnh chiến đấu rất vô lý, nên tạo Gamma mục đích là muốn lật. Trên mình vì hiệu team Ri băng đỏ, team Piccolo đang tạo ra mà. Sức mạnh từ sung băng ra là không nhỏ, lần đầu chạm trán gan đét của Gamma. Tiến sĩ hâm mộ của nhiệt siêu anh hùng, đặc biệt chỉ muốn trái đất được hòa bình. Nhưng vì bánh ngọt nên cậu bị thao túng chế tạo Android siêu đẳng cho riêng mình. Bọn họ mục tiêu là bắt cặp Pen Piccolo ra trộn, con đừng khóc nghe. Gọi nhóm Goku như việc không thành, tìm ngọc trong ta sức mạnh Piccolo lên. Kẻ thù đâu chỉ có hai Android, khi xung quanh có họ còn quân lính. Trong lòng chứa còn có thêm cả Cell chiến binh mạnh nhất mà bọn họ toan tính. Đành về Cell lúc trước đã rất khó, và phiên bản mới được gọi là Cell Mask. Pen đại không tin sức mạnh sửa cha và của ông nội đều hoàn toàn khác. Red Red Bull thâu túng tâm lý, nói Capsule là tập đoàn độc ác. Họ mong muốn tìm một đối tác để có thể cùng thời gian diệt ác. Đồng chạm mặt đánh với Gohan, Gamma chứng kiến được siêu Saiyan. Một sức mạnh chưa bao giờ họ thấy, nhưng vẫn không sợ dù trận chiến nổ ra. Bọn họ cứ đánh nhưng không phải là đối thủ. Sau khi Cell Mask chưa hoàn thành vẫn được thả, sức mạnh khổng lồ và đổ bộ xuống căn cứ, dường như trận chiến đi quá xa. Gohan một lần nữa tăng cấp, thể hiện sức mạnh ở sâu bên trong. Một luồng ki vẫn đang phát sáng, sắp xếp con trào được đỏ bên hông. Bảo vệ tiến sĩ Gamma hay phải chết, đánh vẫn không thấm dù ở đâu con Goten. Vậy no Gohan đã vượt qua giới hạn, cùng Piccolo tất cả đã xông lên. Tên Cell Mask bị Gohan đánh bại, và tiến sĩ Hidu và Capsule chế tạo sản phẩm làm đẹp cho nhân loại. Không muốn tham gia vào những chuyện hơn thua, Gamma một phải nghe về Goku. Vegeta muốn đánh lại cũng khó, nhưng mục đích là bảo vệ địa cầu, bởi xưng danh là Super Hero.